Chào các bạn ơi, hôm nay nhà mình có khách nhí về các bạn. Khách nhí về chơi với ông ngoại bà ngoại, đòi ăn tteokbokki nè. Bây giờ bà ngoại lấy cơm ra, nấu cơm mà không có ăn, đòi ăn tteokbokki Hàn Quốc. Thì bà ngoại làm tteokbokki cho bé ăn. Đây là một cái củ hành nha các bạn, hai trái cà chua và 10 cái trứng cút. Đây, cà chua, củ hành, trứng cút ở nhà có sẵn, tương gà ha. Rồi xúc xích các bạn, mình mới đi qua siêu thị mình mua xúc xích nè, xúc xích dinh dưỡng. Đây là bột năng nặng lát mình bỏ vô cơm nguội đó, và đây là cơm nguội mình bắt đầu làm nha các bạn. Gia vị thì chút xíu đường, chút xíu bột ngọt là được rồi. Bắt đầu làm tteokbokki thôi. Trước hết mình trải thảm ra nè, làm cho nó vệ sinh nha các bạn. Đây, thảm này ra. Đó. Mình có cái túi zip. Túi zip này mình thoa dầu vô túi zip nha. Mình cho vô chút xíu dầu ăn. Mình để vô đây một lát mình làm nó không có bị dính các bạn. Bỏ cơm vô. Cơm nguội nè các bạn. Mà cũng không hẳn nguội nữa, nhưng mà cơm phải dẻo mới được nha các bạn. Không ăn cơm mà đòi ăn tteokbokki. Kiểu của Hàn Quốc, ăn pizza. Ăn vậy, ăn theo Tây các bạn ơi. Đảo như đây, bắt đầu mình nhồi nha các bạn. Bỏ bột vô luôn, bỏ bột vô nhồi luôn. Đây là bột năng nè, bỏ vô đây 3 muỗng bột năng. Nhồi với cơm nguội nha. Bỏ bột vô đây mình nhồi luôn nha các bạn. Đẩy cái túi này lại nè, bắt đầu mình nhồi, mình bóp. Mình lấy đầu mình cán nó ra. Mình nhồi mình bóp. Ơi, mình chuẩn bị nguyên phụ liệu rồi nha các bạn. Đây là xúc xích mình cắt nhỏ nè, cái này trứng cút nè, trứng cút mình lột ra sẵn nè, hai trái cà chua và một cái củ hành nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta làm bột. Bột mình mới đổ ra đây nè, từ ở trong bọc mình làm cho dẻo rồi mình đổ ra mình mình làm tiếp nha các bạn. Trước khi làm thì các bạn rửa tay cho sạch nha, có găng tay nó bị vướng đó các bạn, vướng lắm. Này bột năng, bột năng mình làm mình áo bột nè. Rồi bây giờ mình dò bột ra. Chỉ là cơm nguội thôi các bạn, cơm nguội là chủ yếu, mình giải cứu cơm nguội luôn. Quá thì người ta làm bằng bột gạo cũng được nha các bạn. Bột gạo với là bột có chút xíu bột năng, còn mình cơm nguội mình cho chút xíu bột năng. Mình cắt ra. Cắt ra từng đoạn nha các bạn. Cho nó như cái bánh gạo rồi đó.
Làm tiếp. Làm này cũng nhanh chứ không có lâu đâu nha các bạn. Cháu mình nó thích ăn lắm luôn á. Ở trên Sài Gòn là mỗi buổi sáng mà ngoài làm cho bé ăn đi học á, nó thích ăn cái món này lắm. Có xúc xích với trứng cút đó các bạn, rồi có cà chua. Mình cứ làm như vậy nha. Đó vậy đó. Xong rồi, bột xong rồi nha các bạn. Các bạn cứ để nguyên như thế này, một lát bột năng này nó ra nó có độ trền cho bé. Bé ăn thích trền trền vậy đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt cái bếp lên nha các bạn. Hôm nay mình nấu bếp ga. Đây là cái góc bình yên nhất nè các bạn ơi. Ở trên nhà trên tiếng động nhiều quá, mình phải xuống cái góc bếp này mình nấu nè. Mình bỏ vô một cái muỗng dầu ăn, bỏ ít thôi nha các bạn. Mình cho dầu này nó nóng lên, mình bỏ củ hành vô. Tại bé không được ăn tỏi ăn ớt, thành ra mình bỏ củ hành vô cho nó thơm nha các bạn. Bỏ trước nè, mà củ hành sống nó cũng ít thích nữa, nó có cái độ hăng nó đó các bạn. Đây, củ hành vô. Ở Sài Gòn bà ngoại làm món này ăn để giải cứu cơm nguội đó các bạn. Cơm thì không ăn mà làm ra vậy là ăn thích lắm luôn á. Ngoại về quê rồi, bữa nay về quê đấu tranh không ăn cơm. Đợi làm ăn món của bà ngoại. Bỏ cà vô mình xào luôn nha các bạn. Xào cho nó ra nước cà nó ngon. Đây là muối, ở bột nêm và đường nè. Một muỗng bột nêm và một muỗng đường. Bé nhà mình nó ăn cũng ngọt lắm các bạn. Các bạn bỏ xúc xích với là trứng cút vô luôn ha. Món này nhanh mà. Cho nó thấm nha các bạn. Rất là ngon luôn. Và cái này là ngon rồi các bạn. Cái này là bỏ vô nó có độ quánh của cà chua. Này tương cà. Xào lại. Vô miếng nước các bạn. Rồi nấu lên. Chưa gì hết mình thấy màu sắc đẹp đó các bạn ha. Rất là ngon luôn. Cho thêm chút xíu đường đó các bạn. Tại vì có cà chua đó, mình phải làm có vị đường chứ chua ngọt ngọt. Màu sắc quá đẹp luôn. Rồi bây giờ bỏ bột vô nè. Đó, bỏ này vô là nó bắt đầu nó sánh lại, nó quánh lại đó các bạn. Có tiếng động đó. Nhà có ăn nít nó vậy đó các bạn ơi. Quá ngon luôn. Chỉ cần một chén cơm nguội thôi. Đó.
kỳ ngon quá các bạn ơi. Ăn thôi.